Rồi thôi về thôi ông giáo ơi. Ông về rồi. Bong cái gì? Ok, hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay trời khá là đẹp vì vừa mưa lũ xong, anh em mình lại tiếp tục đi săn thủy quái mọi người. Đấy, thủy quái là phải ăn hàng, nó phải hạng nặng như thế này. Nói chung là câu này nó cũng khá là hên xui, nên là không dám chắc được là có được cá hay không. Mới ăn cá liu riu mà ăn vào cái này nha, kể cả không có lưỡi nó tự nghiện chết tôi mọi người. Ở đây nhiều người câu được cá to lắm mọi người. Ui, hôm qua có mấy người ấy, lên con nhéo mười mấy cân luôn, chết luôn. Mắc chục anh Cường, anh Cường ơi. Được cao, mẹ nó bảo mình rồi lên. Không mong vớt à? Hay à? Ui dồi ôi. Ui con này to này, con này to. Ui dồi. Đặt tầng cái ghế cơ. Quên mong vớt rồi. Thế thôi, đừng đấy vội. Thì nó vượt vượt anh bên kia kìa. Có trong gì? Em vượt vượt phát. Được rồi. Cho anh kẹo cái. Không. Cho anh đang bắt chung ấy. Không. Quay thử tí này. Cần anh ấy đấy câu chứ. Đế rồi. Rupi thế nào ấy? Rupi có cái mà ăn. Có cái nướng rồi. Ải không bé đâu. Bé. Nặng quá này. Đấy đi kéo mạnh vào nó mắc. Mắc cỏ. Bé. Ui. Phi à? Ai à? Chăm 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 chăm. Ui. Trời. Bị tí. Con giận người ta mất. Đấy, kéo vào đi. Ây xa. Đọc phất nhỉ? Đọc sức cấp. Trời. Thấy à? Bao cá cho mẹ này này nha. Không mồm. Trời. Ôi trời ơi, trời đỏ đẹp nhá. Chơi Ấn Độ anh em nhé. Chơi đỏ đẹp chưa? Con này phải 3 cân. Không dưới 3 cân. Nhờ. Có cái ẻ mà 3 cân. Ôi dồi ôi. Thì quái tụi quái. Tưởng có to. Ôi dồi dồi. Vai trưởng con này mà nướng hết giờ. Để đấy tí nữa đốt. À, to chưa? Con này độ tầm cân... 2,5 cân. Đúng rồi, ít nhất phải thế. Ôi. Đi xích nó lại đi. Đố anh em biết quản này là quản gì đấy. Đây. Nè. Đó. Chắc là những anh em hay thả trâu ấy mới biết quản này là quản gì nhỉ. Tác nhân của việc ăn quả này xong là lưỡi mình sẽ ngừng.
Đấy. Đây là quả á này. Quả này thì ở ngoài đồi này, như chỗ mình rất là nhiều sim với á đấy. Giống như kiểu một cặp đôi sim với á, nó như kiểu nam với nữ. Đi câu như anh em mình câu như này thì nó rất là nhàn, nó không như câu lục. Khi mà được cá cái là chạy ra vớt thôi. Bọn nó còn ngồi, nói chung là chỉ có đi tránh nắng thôi, chứ không ra trông cần. Ui. Ốc sên. Ui lâu lắm rồi mới thấy nhiều ốc sên to này. Ui, đạt đây, đạt đây. Lên đây bảo. Ui. Tưởng được cá nữa. Uè. Ô dê. Mày cầm cái túi lên đây. Túi bóng ấy. Ui nhiều ốc sên lắm. Uè chỗ này được nướng tốt đấy. Ừ. Ui nhiều ốc sên lắm này. Bò lồm ngổm này. Ui này. Ui này. Ui đây này. Ui đấy. Nhiều vãi cả cứt. Đây. Đây, ui con này to này, bò. Bò đây trong hốc này. Bò lồm ngồm này, ôi kìa. Ôi nhặt đi, nhặt đi. Thằng bữa, thằng bữa. Được, ở đây nữa này. Ui dồi, có nhiều thế nhỉ. Đâu ra nhỉ. Nên tránh nước à. Ok nhá, anh em đã ăn cái món này bao giờ chưa? Anh em chọn con nào chọn chưa đi. Hàu núi. Vượng chén được món này không? Chén tốt, món này dạ được. Đấy. Hàu núi nướng mọi. À, ông Hương đấy. Vượng. Đây là ông Hương đấy, ông Hương núi này. Anh có nhìn thấy vân dấu à? Vượng lấy lời cho anh ít rác đốt ra thành tro cho anh. Rác. Ui ôi, nó ra, ui nhớt đấy. À, mình sẽ nướng qua để nhảy nó ra nhé mọi người nhé. Không phải là ăn ốc nướng kiểu này đâu. Ăn ốc nướng có thể ăn con ốc biêu này. Thì nó có than nướng ốc biêu. Ngon. Kìa con chưa được rồi. Chưa, nó chưa lè lưỡi. Chưa, chưa, chưa. Quá lè. Để lấy cho nó khô đã. Nhớt chảy tắt bếp. Ui, này. Nhìn quả nhớt của nó rồi. Kinh khủng không? Để. Ghê, ghê, ghê luôn. Trông tử lắm mọi người. Thế mà mỗi đây người này nhớt con này là spa nhỉ. Nhớt nó là hơi bị đẳng cấp ấy. Nhưng mà phải nhớt con bò sạch sạch chứ bò đống cứt chấu. Con này nó ăn tạp, ăn kinh bẩn lắm mọi người. Và con mao đệ nó cũng bẩn. Mình làm sạch mà. Đây người ăn thì anh em mình ăn. Người ta ăn cả con sên. Đây con sên đây, ốc sên đấy. Hãy gọi con này là con hàu núi. Tắt bếp luôn. Tắt bếp. Nhớt chảy tắt bếp. Thật. Ok nha anh em nhá, bây giờ đến khâu tiếp theo. Nhảy, nhảy hàu. Vỉa hàu. Ui. Đây, nhìn nhớt của nó này. Ui, dài lắm. Ui, nhớt nhèo không? Ý, chà 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 chà. Con này chắc là siêu nhớt này. Muốn ăn muối đấy. Chén luôn. Con này mà chấm vào ăn muối đã luôn mọi người ạ. Yêu nhớt. Không dám cầm vào luôn đấy. Con này dai đấy. Con này chưa được. Con này chưa được. Bé như này ca ơi. Con này chưa được.
siêu nhất. Ý, con này khô rồi mà để. Ui, đúng rồi. Ai đặt cọc con này không? Này, anh ơi. Hả? Nhìn nào. Trời. Tuyệt vời. Trời ơi. Nhớt lắm. Ngọt. Nhớt. Ui, con này mới là đẳng cấp này. Mà con này anh được. Nướng chất được. À, khó ra. Chất được vẫn nhỉ được mà. Nướng, nướng hẳn ra nó được đi. Nào. Bây giờ lấy kéo, kéo. Bây giờ cắt lấy cái phần đầu của nó nhé mọi người nhé. Lấy tí cái mồm nó thôi. Lấy tí cái mồm nó thôi. Cái đoạn giòn giòn. Còn ruột không ăn được nhé mọi người nhé. Ruột con này rất là bẩn. Đấy ăn cái đầu liền. Ờ thì bây giờ phải bạnh nó ra đấy chứ. Anh chỉ đùi luôn, khởi, cắt khởi đùi luôn này. Đấy, cắt đôi thôi. Cắt đôi luôn. Hào núi đó mọi người nhé. Ui mỏng mỏng. Đấy, biện biện ra. Đấy, phần ruột này bỏ nhá. Chỉ lấy phần cá. Này này. Cắt bỏ nó hết phần diềm diềm đi. Nó gọi là màu đấy. Và lại cả đôi rút ruột. Phần đầu nó thôi. Càng để nó càng ra nhớt anh em ạ. Nên là phải xử lý nhanh. Kinh khủng khiếp luôn. Quả mồm. Hôm nay mà làm không sạch ăn ghê lắm. Ui, bỏng á. May nó chưa ăn, may bỏng nó chưa ăn hết. Định hại nhau à? Chơi cả cục này. Làm vài lần mọi người. Đấy. Vài lần mới được. Cái này là để khử nhớt cho nó nhá. Thấy chưa? Bao nhiêu giò như thế mà. Nó dính hết vào đây luôn. Dính hết vào đây luôn. Nhìn này. Trắng luôn này. Đấy, này. Trắng luôn này. Thành bây giờ cho xuống nước. Nào. Hơi bị nhiều lâu. Cho thêm tí nữa rồi kì anh ơi. Ờ nào, bỏ thêm tí nữa vào đây. Kì không, tí nữa lên lại làm vài lần nữa. Kì ở dưới nhá, giữa. Kì ở giữa. Kì ở giữa con hàu ạ. Càng kì càng ướt mà. Vài lần. Nhớt lắm. Siêu nhớt luôn. Món này thì ít người dám ăn, thề luôn mọi người. 10 người thì họ hoàn được 1-2 người dám ăn. Nên trên mình ăn cái món này nhiều, thế nên là gặp ai gần như là họ cũng ăn. Nhiều người ăn món này lắm. À, chuẩn bị nó lại ra như tiên này. Ui. Trông như là một à, màu cà màu đây. Hay ạ. Ui. Như mấy thằng dở đang nghịch luyên đấy nhỉ. Anh kia đang chưa biết chuyện gì xảy ra. À, vứt đây. Để lên bốc ra tiếp. Thôi bắt đầu tơn hai nhá mọi người nhá. Làm từng con một đi. Từng con một, làm từng con một cho nó sạch luôn nhé mọi người nhé.
Đấy, cứ cho do vào nè. Kỳ. Nó mới đi nhớ được mọi người. Lần này thì nó đỡ nhớ hơn nhiều rồi đấy anh nhỉ. Ừ. Cho do vào kỳ vào nó đi. Cạo nhá, lấy móng tay cạo nữa. Cạo bao giờ nó trắng con hàu ra. Đấy, đấy thấy nhá. Tí nữa cạo nhiều lần nữa cơ. Đấy, đây, ngọc trai đen này nhá mọi người nhá. Sắp được mài rũa thành những viên ngọc sáng rồi. Hàu hắc ám. Hàu núi. Bây giờ rửa sạch, lấy tí nữa đến lúc muối này, giấm nữa nhá mọi người nhá. Muối giấm bằng nước sạch. Sáng hơn tí không? Tí nữa phải cạo sáng này này. Đó, xong xem đặt cho săn rồi. Đấy, làm đi nhá. Đặt cho săn. Ui, cháy mẹ rồi. Lật đi. Đây là con cá mình câu được anh em. Em câu được ấy. Bọn mình câu được. Đấy, cho thấy nước mình. Không. Anh không biết là vụ gì. Ngon đấy mọi người ạ. À, bắn cái này. Chưa nhớt. Sau bước gọi là cho hàu đi tắm tắm than tre thì bắt đầu rửa bằng muối. Để cho nó bớt vi khuẩn, bớt khuẩn. Nói chung là làm sạch nha mọi người nhá. Đấy. Vài lượt muối với lại vài lượt giấm nữa là được. Lúc này nó đang từ trạng thái đen bây giờ dần dần cái chuyển sang trắng mọi người ạ. Gặp muối nó lại nhớt ra thêm. Dạ vâng. Như giặt quần áo ấy anh em. Không bao giờ làm, chưa làm cái món gì mà cầu kỳ cái món này luôn. À. Rồi. Đỡ hẳn luôn. Bao giờ nó phải xít. Cầm vào con này nó phải xít lại mọi người. Xít nhưng mà phanh. Đó, được nữa. Nữa. Tiếp tục một lượt muối tiếp theo. Đó, đó. Đổ muối đây. Thì nó trâu ra đây liếm thích lắm ấy. Đổ muối đây. Rồi, thế đó. Hết lượt muối nha mọi người nha. Bây giờ đến lượt giấm. Lượt cuối cùng là lượt nước sạch. Giấm chua. Vừa khử nhớt vừa là đấy, khử gì nhỉ? Nhớt. Chua luôn luôn. Đấy, bây giờ bắt đầu sẽ thế cả cái này cho nó sạch cái dầu của con này đi nha. Đấy. Con này cũng khá là ok rồi đấy. Lấy cái kéo để cắt mở cái miệng nó ra. Cắt đôi à? Thôi rồi. Bây giờ còn miếng kính này há miệng rồi. Chọc rồi đặt rồi. Chọc nó mất. Bây giờ cắt hẳn dọc luôn ra. Nhưng mà ở trong này nó có gì đâu, nó là cái lưỡi của nó mà. Ok nha mọi người nha, bây giờ sẽ đến cái lượt nước sạch. Đã làm sao để cho nó hết cái nhớt này đi, cạo sạch. Rửa sạch nha anh em nha. Trong này là cạo. Nghe ăn bình á. Đấy,
bao giờ của con ốc sên ấy nó sẽ sạch như này và cái mép nó là sạch này. Đó. Hết sạch nhớt rồi nhá. Cầm một con ốc sên là nó sẽ có độ xít, nó không nhớt nữa rồi. Đấy, thấy chưa? Gọi là cầm một con hàu đấy. Quên mất lại cứ gọi là ốc sên. Ốc sên màu đen lúc nào cạo về cho nó trắng xóa đi. Đấy, cạo như màu đệ này. Lấy hẳn kéo cạo luôn. Cạo hết luôn. Dao luôn nhỉ? Ok nhá mọi người nhá. À, sẽ không ướp muối nữa nhá, sạch sẽ qua nhiều lần nước sạch rồi nhá. Và cạo rồi nhá mọi người nhá. Đây, nhìn một con nó sạch như thế này. Xít luôn. Xít rồi nhá, nó không còn tí nhớt nào nữa nhá. Đấy. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cho ra nướng. Không, mình không ướp muối gì nhá. Tại vì mình anh em mình bóp muối nó đã ngấm vào trong con này, con hàu này rất là nhiều rồi. Thế nên là sẽ không ướp muối nữa. Dài lắm. Dài quá rồi. Kéo chọc vào tay. Làm mất khoảng tầm một tiếng đồng hồ mới được một cái món gọi là hàu núi này đấy mọi người. Trong cái món đi chả ai dám ăn mà làm thì lại lâu mọi người ạ. Mấy người câu cá thấy anh em mình khéo bảo phải thêm dầu. Nhưng mà ngon lắm. Ngon. Làm rồi. Sạch được thì ngon lắm. Anh em mình đã ăn món này khá là nhiều rồi. Ngày xưa thì rất là nhiều, ở trong mình không còn nhiều như ngoài này nữa đâu. Thật sự là rất là nhiều, mình còn thấy mấy chỗ nữa. Rất là nhiều nhưng mà làm cái món này vất vả lắm mọi người ạ. Làm lâu, làm có mấy con này mà. Làm có hơn chục con này mà đã mất hàng tiếng đồng hồ rồi, mỏi cứng cả lưng. Sao mà nhiều có thể chống được. Rồi, được 2 xiên hàu bằng 2 xiên thịt ở ngoài quán người ta bán rồi. Sắp đến lúc tận hưởng thành quả rồi mọi người. Cá của anh em mình chín rồi nhá. Đang chờ Nhâm với lại Đạt đi mua bia về. Ui mỏi. Rồi đi ra thay mồi cho cần. Mày trong đây. Ok. Mày nhớ hết lưng luôn. Đồ chín hết rồi anh em nhá. Đó. Đã hết mồ hôi. Rồi, màu đẹp nhỉ, vàng óng à. Màu đấy. Xa. Tuyệt vời. Tuyệt vời nha anh em nhá. Nào, cầm hàu núi lên. Đây là xiên hàu núi. Đây. Đây là gọi là thử thức. Đây. Ok. Ok nha mọi người nhá. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là món hàu núi do anh em Tam Ao gọi là chế biến. Đáng nhẽ hôm nay phải làm quả hàu này phải nướng mỡ hành. Ngoài. Con này mà cái chanh rồi. Nấu mỡ hành thôi rồi. Thơm nhỉ. Làm ăn không? Đấy. Thử ra. Nhâm. Chắc là không. Ê, anh Nhâm chưa ăn bao giờ. Chưa ăn bao giờ. Này. Anh Nhâm 37. Ôi anh Nhâm 37. Ăn được. Nhâm ạ. Ngó. Người ta còn đột bia này. Trong Nghệ An chắc không dám ăn con này đâu. Đây nhá mọi người nhá. Con hàu núi sau khi làm nó quắt thái lai này. Mời mọi người nhá. Ngon lắm. Được không anh? Không ngon bằng xào chả ớt. Chấm muối ớt bát à? À, không ngon bằng xào chả ớt. Xào chả ớt ngon hơn. Mời bà nhà nhá. Mời bà nhà. Mời mọi người nhá. Cái chè. Uống tí nữa cũng giòn, ngon nhưng xào chả ớt. Ăn con khôi, thơm lắm. Ngon rồi. Thơm. Thơm thật đấy. Cho người chưa từng thử ăn thử nhấm. Con. Ăn thử không chết đâu. Rồi đấy. Ăn không bao giờ chết. Đấy này con này bạn ăn giòn hơn mì gà cơ. Giòn hơn mì gà. Con này mày xào ngon. Lắc à? Lắc chạy lắc. Ngon đấy. Công tớ làm mất hơn tiếng đồng hồ đấy bạn. Ai lại thử kinh nghiệm. Nó
rồi, chỉ sợ không có mà ăn thôi. Sao giá rất là hàng hơn nhỉ? Ừ, sao giá rất là hơn. Bán này hình như tôi ăn nhìn nhựa nhông quá ấy. Nhựa nhựa. Nè, con hàu và hàu núi đây nhá mọi người nhá. Ừ. Giống không? Giống hàu à? Con này gầy quắt nhỉ? Nướng thì khô rồi. Thì khô sữa. Khô sữa. Khô điêng nhá, không còn một tí nhớt rồi nhá. Rồi. À? Không đâu. Rồi khai quật con cá. Ha. Này. Cá sông nhá mọi người nhá. Nướng mọi nhá. Này không ai uống bia. Không uống đũa. Sao mày đưa anh khẩy, mày khẩy cho mọi người xem cá. Cá đập. Đây. Khẩy đoạn nào ngon nhỉ? Chín chưa? Ui, ui trứng. Trứng này. Trứng. Ui, trứng chín tới. Ui, ui, ngon chưa? Chắc ngọt lắm ấy. Tới bị ngọt luôn mọi người nhá. Chín tới ngọt kinh khủng luôn. Nói quả trứng chưa chín mấy? Trứng chín tới được. Được. Ừ, ngọt lắm mọi người ạ. Ừ. Tuyệt vời. Em làm trứng à? Đấy, cá sông nó dai như thế này đấy. À, đấy lên à, gắp ra nó không bị rơi thịt ra đâu nhá mọi người. Ngon lắm. Cái chỗ nó vỡ mật ra ăn đang càng ngon lắm. Trứng như này ngọt thế nhỉ? Có ai đăng ký bầu ruột không? Toàn lăng xê. Trứng ngon mà anh. Trứng chín tới nhỉ? Ngon, chưa chín, có chỗ chưa chín nhưng ăn nó vẫn ngon mà. Ngon. Trứng chưa chín hẳn nhá mọi người nhá. Nhưng mà chín rồi. Ở ngoài đồng này cứ... Nơi mới béo. Béo mà. Trắng mắt là chín. Ăn thế nào mới béo. Tuyệt vời đấy. Nào, đây.